bật mí đám cưới Brooklyn Beckham với tiểu thư tỷ phú, địa điểm resort 5 sao 90 tỷ, mời hẳn Gordon Ramsay làm bếp trưởng. Brooklyn Beckham cùng hôn thê Nicola Peltz cùng gia đình hai bên đang rục rịch lên kế hoạch tổ chức đám cưới sang trọng diễn ra vào mùa hè năm sau. Hiện tại, thông tin về đám cưới của cậu cả Brooklyn Beckham và nữ minh tinh, con gái tỷ phú Nicola Peltz đang là tâm điểm của truyền thông, được công chúng lùng sục gắt gao. Gia đình Beckham cũng chỉ tiết lộ thông tin nhỏ giọt liên quan đến ngày vui của Brooklyn, và đây là những chi tiết hiếm hoi đang khiến người hâm mộ trên khắp hành tinh ngóng chờ. Gia đình Beckham đưa con dâu tương lai đi chơi ở Ý trước ngày vui. Theo Daily Mail, vào đầu tuần trước thì vợ chồng David Beckham cùng các con là Brooklyn 21 tuổi, Romeo 17 tuổi, Cruz 15 tuổi và Harper Seven 19 tuổi đã rời Cotswolds của để tới biển phía nam của Puglia, Ý tận hưởng kỳ nghỉ. Trước đó, cả gia đình đã bị mắc kẹt tại Cotswolds một thời gian dài do lệnh giãn cách xã hội của Anh. Ngoài ra, con dâu tương lai nhà Beckham, Nicola Peltz cũng tham gia kỳ nghỉ này cùng gia đình. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên 26 tuổi cùng hôn phu xuất hiện công khai sau màn cầu hôn gây xôn xao trên mạng xã hội vào hồi đầu tháng. Cặp đôi trẻ đang rất hạnh phúc, quấn quýt không rời. Được biết, khu resort mà gia đình cựu danh thủ sinh năm 1975 tới nghỉ dưỡng có tên là Bogo Egnagia, một ngôi làng với kiến trúc lâu đài đồ sộ. Đây vốn là điểm đến yêu thích của giới showbiz cùng giới đại gia. Dự kiến nơi tổ chức đám cưới là tại resort ở Ý, có giá lên tới 87 tỷ đồng. Hiện tại, cậu cả nhà Beckham cùng hôn thê, mẹ và các em đang tham gia khắp khu nghỉ dưỡng Bogo Egnagia để xem xét chọn nơi đây làm địa điểm cử hành hôn lễ. Được biết, khu resort này từng là nơi cặp đôi ca sĩ, diễn viên Justin Timberlake và Jessica Biel cử hành hôn lễ vào năm 2012. Nữ ca sĩ Madonna cũng từng tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 59 tại đây vào năm 2017. Khi tham quan địa điểm này, Victoria được cho là đã nói với cô con dâu tương lai rằng: "Đó là ngày của con, chúng ta muốn nó thật đặc biệt theo bất cứ thứ gì con muốn." Khu resort có diện tích rất rộng với một tòa chính được thiết kế giống một lâu đài, có khu tổ chức sự kiện có sức chứa lên tới 400 khách. Ngoài ra còn có hai bãi biển riêng, một spa để khách có thể thư giãn. Không chỉ vậy, nhà hàng tại đây cũng được bài trí lộng lẫy, rất phù hợp cho đám cưới của cặp đôi. Theo đó, chi phí cho hôn lễ tại đây có thể lên tới 3 triệu bảng, tương đương khoảng 87 tỷ Việt Nam đồng. Hôn lễ theo phong tục Do Thái. Ngoài ra, theo một nguồn tin thân cận, Brooklyn và Nicola dự định sẽ tổ chức hôn lễ theo phong tục Do Thái, bởi cả ông nội của Brooklyn và cha tỷ phú của Nicola đều là người Do Thái. Nicola được nuôi dạy trong một gia đình người Do Thái, và mặc dù mẹ cô, bà Claudia, không phải người Do Thái, nhưng cha cô, ông Nelson, lại là một người sùng đạo. Họ nuôi con của mình theo những giá trị truyền thống của người Do Thái. Khi bắt đầu bàn về tương lai của cả hai, thì Brooklyn đã đồng ý một đám cưới theo phong tục Do Thái. Dù có thể không chính thống hay mang nhiều tính tôn giáo, nhưng có lẽ đám cưới sẽ có những phần được lên kế hoạch theo các giá trị truyền thống đó. Người này cho biết, Brooklyn tự nhận mình là nửa Do Thái. Có lẽ tôi có mối quan hệ mật thiết với đạo Do Thái hơn bất cứ tôn giáo nào khác, anh từng chia sẻ. Siêu đầu bếp lừng danh thế giới Gordon Ramsay phụ trách menu. Để chuẩn bị cho hôn lễ của cậu cả, vợ chồng Beckham cũng đã tìm tới người bạn thân của mình là siêu đầu bếp Gordon Ramsay để nhờ ông trở thành bếp trưởng, phụ trách phần tiệc cưới. Một nguồn tin trong gia đình cho biết, David và Victoria mong muốn Gordon chịu trách nhiệm về đồ ăn thức uống cho buổi tiệc cưới. Họ đều là những người bạn thân từ lâu và chính Brooklyn cũng rất thích những món do Gordon nấu. Anh ấy là lựa chọn hàng đầu để xây dựng thực đơn cho bữa tiệc. Brooklyn và Nicola quyết định đính hôn sau thời gian 9 tháng hẹn hò trong sự đồng thuận của cả hai bên gia đình. Hôn lễ của cặp đôi dự kiến sẽ được tổ chức vào mùa hè năm 2021. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến thông tin bật mí đám cưới Brooklyn Beckham với tiểu thư tỷ phú, địa điểm resort 5 sao 90 tỷ, mời hẳn Gordon Ramsay làm bếp trưởng. Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.